Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 42 của Chính phủ, đến thời điểm này, Hưng Yên đã chi hỗ trợ cho trên 106.000 người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó có gần 20.000 người có công với cách mạng, 45.200 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, gần 41.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ với tổng số tiền trên 128 tỷ đồng. Hiện nay, 3 đơn vị còn lại là thị xã Mỹ Hào, huyện Quái Châu và Văn Giang đang tiếp tục tiến hành chi hỗ trợ cho khoảng trên 2.000 người thuộc 4 nhóm đối tượng theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xong trong thời gian sớm nhất. Hiện tỉnh cũng đang yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương tập trung rà soát và thống kê nhanh số lao động, hộ kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hưởng gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ để hỗ trợ kịp thời.